xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì gia đình em lại đi chơi ngày lễ mọi người, cho nên chở Henry đi chơi. Dạ. Wow, giỏi quá vậy ta. Khu vực này là dành cho đồ handmade nè các bạn. Đây nè, thấy không? Còn túi này. Túi này chưa ép mà đã 15 đồng. Nếu như làm xong rồi hả là bán ít ra là cũng phải là 20 mấy đồng một cái túi. Nè, em bé cũng chơi nữa nè. Tội nghiệp. Em mở cái quạt này nè để cho nó mát. Hầm. Dạ. Một cái chút siêu gió vậy cho nó mát. Dạ. Anh hai mè đó, anh hai nhảy tung 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 người. Cho anh hai mặc áo nổi gì để dễ kiếm, chứ mấy bữa mặc áo chìm chìm khó kiếm. Kiếm cái trần ai luôn. Ý, em bé thích đi chơi lắm cô chú ơi. Em bé thích đi chơi lắm cô chú ơi. Nè em bé có hai cây này, bốn cây luôn. Đây đây nè, đây đây nè. Em bé có bốn cây ăn luôn nha cô chú, bén lắm luôn á. Bú bữa nào hả mà siết cái hai cây ăn lại là thiếu điều đứt cây nấm vú luôn, giỡn đâu. Lễ người ta ở nhà tôi cho mấy đứa nhỏ đi chơi. Hôm qua mới đông, hôm qua thì mình sợ đông á, mình không có đi. Thì với phần hôm qua ở nhà nấu nướng ăn uống ở nhà, cho nên hôm qua không có đi. Hôm nay hả vắng bớt rồi nè, nhưng mà cũng rất là đông nha. Tại vì hôm nay là thứ sáu cuối tuần á, thứ sáu thứ bảy chủ nhật á. Ngày mai thứ bảy mốt chủ nhật còn đông nữa. Lúc trước là nó không có nhiều đâu cả nhà. Lúc trước nếu ai coi video của mình quay là chỉ có cái dạng bên đó, bên đây thôi. Dạ. Nó kêu dòm đó. Hôm nay họ nâng cấp thêm, họ bỏ này bỏ kia vô thêm. Họ làm thêm cái dạng bên kia nữa để cho mấy đứa nhỏ nó chơi chơi bóng chuyền rồi đó. Nhưng mà giá nó cũng không có lên, cũng 28 đồng cho một tháng. Mình mua một tháng luôn cho chơi đã luôn. Còn này là tiệc. Nếu như ai mà có đặt birthday á thì họ sẽ để cái bàn tiệc ở đây. Rồi ăn xong, ăn ở đây xong bắt đầu chạy ra chơi xong chạy vô ăn nữa, kiểu vậy đó. Cho nên thấy vậy cũng được lắm nha, làm ăn được lắm. Tại vì không mua ticket. Không mua ticket là ví dụ như 10 đứa, 20 đứa vậy đó là những đứa đó một trong buổi tiệc là bắt buộc phải có, chủ tiệc phải mua cho. Đó, anh hai chơi thể thao, anh hai cũng dễ hòa nhập lắm nha, vô đó là làm quen người này làm quen người kia chơi chút xíu là có bạn chơi, kiểu đồng trang lứa với tụi nó đó. Đi chơi là bé nín mình à, bé không có la ó gì hết trơn á. Dạ. Bé đi qua ghế. Ủa đủ rồi. Ờ. Rồi mẹ chú. Quá đã luôn. Đây. Đã hả? Ngon quá.
Thêm miếng nó đi gần hết rồi nè. Mở cái nắp ra. Mở nắp ra. Lót hết vô luôn. Rồi, đi bỏ sọt cát cho mẹ đi. Đi bỏ sọt cát đi. Wow, cái này chắc cái trường học hay gì mà. Quá trời. Mười mấy đứa luôn. Chắc nhà trẻ giữ nít đó mọi người. Để coi 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10 mấy đứa luôn. Đem tôm theo cho em ăn nè. Lột hai con đem theo để cho em ngậm á. Em mà em bé mà có đồ ăn là em bé nín rồi, còn có đồ ăn là dạ. Đi nhà, đi chơi nữa đi con, đi chơi bô đi. Này của em. Bây giờ em sẽ đi lại cái quầy này, em thử vận may một lần nữa xem thử coi có gấp được trái banh này hay không nha. Cái banh này thì em mà đi chơi được tại vì nó mềm mọi người. Nếu mà nó cũng không có nạ, chọi nó cũng không có đau. À, bây giờ em sẽ thử vận may thêm lần nữa nha. Đó. Rồi vô. Chớ là dướng cái cọng dây rồi làm sao ta? Dướng cọng dây rồi. Kỳ cục vậy. không may mắn rồi. Cả nhà em gắt được rồi. Gắt được một trái. Nãy giờ tốn hết 4 lần gấp hả? 4 lần gấp nha. Để coi. 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, 4 lần gấp được cái banh. Nè. Để gắt cho con được cái banh nè. Quá đã luôn. Thích chưa? Đã luôn. Ok, để mà gấp thêm một cái nữa cho anh hai nha. Anh hai à. Anh hai chạy quá trời luôn. Chua quá cái đó, chua quá cái đó, chua quá. Con bé kia hồi nãy lại làm quen. Con bé đó nó 14, 18 tháng hả?
18 tháng mày nhớ xíu con à. Mỹ chắc mày nhớ xíu con à. Ai. Dễ thương không? Nhớ xíu con à. À đứng, nếu như đứng chiều cao là nhỏ hơn em Emily luôn á. Còn Emily 9 tháng mà đứng bằng bả, đứng bằng bả cao hơn bả luôn á chứ. Dễ thương. Henry đang chơi thải banh bên đó rồi. Vô đây nó chơi vận động trời đổ mồ hôi luôn. Thích lắm. Mà ngủ đi là không đi đâu nghe cô chú. Ngủ đi là không đi à. Mà đi rồi là mê. Ai chơi đuối quá rồi, mệt rồi đổ mồ hôi ướt cái đầu luôn cô chú ơi. Rồi còn Emily thì cũng chơi. Chơi nữa mà không có chơi được cái gì hết trơn á, vô ngó nghiến rồi xong rồi ngồi bò lên bò xuống tại chẳng cũng dơ đâu có cho bò hay đâu có cho chơi gì được. Còn mấy cái phần mà chơi nhúng bỏ nó lên cái mấy thằng kia nhúng cái tưng bả lên cái cắm đầu xuống nguy hiểm đâu có để cho mới chơi được, chỉ cứ ngó ta chơi thôi. Emily phải muốn chơi cỡ 2 tuổi 3 tuổi là chỉ có chơi mấy cái bọt biển á, chọi qua chọi lại vậy thôi, còn không thì bò qua bò lại mấy cái chỗ mà cái banh rồi đó vậy thôi à, chứ không có chơi mấy cái trò mà chăm chăm nhúng rồi được, không có chơi được, nguy hiểm. Mấy thằng kia nó bự nó nhúng trời ơi, nó nhúng là bay luôn á, bay tới đụng nóc nhà luôn á. Mệt không con, chơi xong mà đụng cái mặt bầm một cục luôn. Rồi thôi bây giờ đi về nha. Ok. Hello, xin chào cả nhà. Mình đang ở trong Michael này bán chuyên bán đồ supply để mà làm đồ của mọi người nha. Giống như shop nè, không phải shop, tầm bậy. Sô cô la, cái này là sô cô la mà chưa có làm nè. Các bạn có thể làm bánh nè, làm bánh đủ thứ hết trơn á, rồi nhúng dâu rồi đó mọi người. Các bạn thấy mấy trái dâu mà nhúng xanh nâu rồi đỏ rồi đó, đó là họ mua mấy cái loại này họ bỏ vô cái là họ nhúng ra mấy đồ ăn á. Ở trong đây chuyên bán đồ supply để làm giống như cắm vòng hoa đồ nè, hoa đồ nè, rồi làm bánh khách rồi. Ở bên đây nữa nè, quay cho các bạn coi nè ha. Đây là làm đồ trang trí nè. Này là keo để mà dán mấy cái bông giả, mấy cái băng rôn rồi nè mọi người. Đó mắc lắm nha các bạn, 4 đồng mấy. Với mấy cái màu vẽ đó, mấy cái màu mà vẽ sơn mài đồ hoặc là nhiều thứ nè. Nó có cái loại túi nè, nó bán loại túi nè. Cái này thì 50 cái túi nhỏ nhỏ như thế này mọi người, 50 cái nhỏ như thế này mà 20 đồng. 20 đồng cho 5 cái, có nhiều hũ nhiều cái lắm. Bây giờ mình vô đây mình kiếm áo thun xem coi trong đây họ có bán cái áo thun mà mình cần hay không. Thì để coi cái quầy may đồ, đây là ly nè các bạn, đây là ly nè, họ bán ly nè, những cái loại ly nè, ly như thế này. Đây nè, mình thấy không đó, ly người ta in nó bắt đầu có bán. Bây giờ đang thịnh cái loại ly thế này lắm nè. Nè, có loại ly cao nữa nè. Bữa mình thấy trong này họ có bán cái máy ép nhiệt, cái loại mà để in màu vô cái ly ở đây nè, đây nè. Đây các bạn, quay cho các bạn xem nha. Đây. Cái máy này là máy cắt. Cái này máy cắt cắt đờ can đó mọi người. Còn cái máy này là gì ta, không thấy để chữ, nhưng mà cái khu vực này là dành cho đồ handmade nè các bạn. Đây nè nha, đây cái mà để mà mình in xong cái mình lấy cái này mình dán á mọi người. Bộ này 30 mấy đồng, 40 đồng. Có mấy cái đầu nữa nè, mấy cái đầu mực nè, mấy cái đầu không phải đầu mực, lưỡi dao á mọi người. Mấy cái lưỡi dao ở đây nè, đây là lưỡi dao nè, lưỡi dao nhỏ, lưỡi dao bự đầy đủ hết. Gì con? Hả? Ừ, để mày vô mày coi cái đã.
đây nè, còn cái này là loại ép ly nè các bạn, bỏ cái ly vô nè. À, uống phải tầm bảy máy cắt luôn, máy đề can cắt luôn. Đây coi, không thấy giá ta, giá đâu vậy, không thấy giá nè. Còn cái này là, cái này là giấy. À, để mình coi có phải, có phải có loại giấy mà để in lên quần áo không? Đây đây đúng rồi, đây nè mọi người, giấy là giấy in lên quần áo nè. Để mình xem coi họ bán nhiêu. 20 đồng, 20 đồng cho mấy cái đây, một phát, một phát ba cái vậy. Giấy này mắc không vậy? Giấy mà để in mấy cái hình như vậy nè. Ơi mà nè, đây cái này là mình in ra cái xong mình có cái mẫu đó, cái mình đưa vô cái máy cắt này nè, cái họ cắt ra xong cái để lên áo in lại. Dạng giấy này là đang giảm giá nè, 19 đồng giảm còn 11 đồng một cái, một cuộn. Trời ơi bé vậy hả, bé nhiều chuyện, trâu có miệng bé trâu. Đây còn cái máy này là máy máy ép nhiệt. Đây nãy giờ mình kiếm máy ép nhiệt có rồi nè, ép nhiệt cái này ép ly nè, lấy ly nè ép là nó ra như thế này. Cái này là 40 mấy đồng, cái này 40 mấy đồng, còn cái này là để ép nhiệt cho áo 100 mấy. Con này ép cho nón nè, cái mẫu này là để dành ép cho nón nè các bạn. Đây nè, mẫu này là dành ép cho nón. Đây nè nón nè ha. Trời ơi, nón này bán lẻ, bán chưa có in nữa là đã 12 đồng rồi trời, 12 đồng. Còn túi này, túi này chưa ép mà đã 15 đồng. Nếu như làm xong rồi hả, là bán ít ra là cũng phải là 20 mấy đồng một cái túi. Còn này là áo thun nè các bạn, áo thun này này 10 đồng một cái, áo thun không cổ 10 đồng một cái. Đây là có những cái mẫu này là để in nè, đẹp ha. Để mình xem thử coi có cái nào mà mình cần mình mua về làm được không. In vài cái áo đeo mặc chơi coi. Còn cái này, đây nè, cái kiểu là ép hay như thế này nè. Ủa cái này là thiêu, không phải, này là thiêu nha. Hình này hình thiêu. À, nón trơn nè mọi người, nón trơn 6 đồng nè. Nón trơn 6 đồng. Mắc mắc cái túi này, cái túi này 5 đồng, 5 đồng cho một cái túi này. Ta chừng đổ bể của người ta con nè. Máy cắt nè. Đẹp ha. Này giấy hả? Giấy này 6 đồng. 6 đồng, 9 đồng một cuộn. 400 mấy nè. 400 mấy cho cái máy này. 200 mấy cái máy này. Cái này 200 mấy nè. Máy này là cái dòng nào ta, dòng này 400 rồi 500 đồng. Thì mình qua đây mình xem cái này là gì. Đây sticker hả? Sticker, cái này sticker đúng rồi. Sticker này mình mượn các bạn 20 mấy đồng. Nếu vậy là cái loại này là cắt ra cái xong ép lên luôn mọi người. Mình cắt ra xong mình ép lên. Tại vì mình không có rành tiếng Anh thì mấy cái này bắt buộc khi mình về nhà thì mình phải search thì mình mới hiểu rõ là cái gì. Cho nên ngày hôm nay vô quay cho mọi người xem thì chỉ quay sơ thôi. Ai biết thì comment, đừng có trách em mà tại sao nhỏ này không biết gì hết mà nói lum la nha. Tại vì em cũng đang tìm hiểu thôi chứ em cũng không có giỏi giang gì đâu, đang tìm hiểu mà. Thấy cái này vui vui này, 30% off nè cả nhà. Rồi
hình như áo thun ở dưới này, để mình đi xuống dưới này mình kiếm áo thun, kiếm coi có áo thun nào đẹp đẹp không. Con này là gì ta? Ồ, con này hình dáng thôi à, hình dáng, để xem hình dáng họ bán sao ta. 24 cái 4 đồng, 24 cái 5 đồng, dễ thương ha. Có hình dáng cưng, ấy có 3 đồng 12 cái. Ôi quá trời dễ thương. À, vạo vạo gì đó hả, vạo 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 5 đồng đi con. À, mà hồi nãy trên xe thì la làng ông trời hết trơn, muốn đi vòng vòng mọi người. Sơn vẽ cái này để vẽ cho nít nào cả nhà. Áp tạ tạ ở đây, áo nè, áo thun nè, đồ chơi con coi đi. Áo này ô, áo đẹp quá nè, miêm xong thấy giá trời, giá sợ quá. Ủa sao không thấy để chứ. Ồ, 2 đồng mấy đó nè. Dạ. Gửi không mẹ? Hả? Con chơi đi, lát rồi mẹ qua mẹ coi. Ok. Cái này. Ồ, đây nè, áo dễ thương quá nè. Cái loại này. Loại này họ bán là 20 đồng cho một cái. Cái này không có cổ. Để coi cái loại. Let me take a picture to show Miss Tara. Đây nè. Cái loại này có cổ nè. Nó có cổ là 20 đồng hả? 20 đồng một cái. Đẹp á. Chất liệu vải đẹp. Nhưng mà nó cũng hơi mỏng. 20 đồng là mắc nha. Mắc á. Nè 19 đồng, 20 đồng luôn nè. Hả? Con coi đi, con thích cái nào con coi đi rồi đem qua cho mẹ. Em thích cái này. Ok, vậy cầm đi. Cái này 20 đồng một cái. Sao bữa thấy nó đăng là 10 đồng ta? Ở đây nè, cái loại này 10 đồng nè, áo thun này là 10 đồng. Ok. Đây mình mua mấy cái áo mà size của Henry á, mình in cho Henry mặc. Ồ, có cái loại này 2 đồng nè. Loại 2 đồng này thì vải nó hơi thô, hơi cứng. Vải dễ xù lông lắm, dập hai ba nước cái là nó xù lông mà. Coi thử coi. Ờ, có cái loại nào nữa không? Loại này khô quá. Loại này đợt trước mình có mua rồi, mặc dỗm lắm. Chơi với em đi con, chơi với em đi. Loại này ok hơn nè, vải này ok. Vải ok thì nó lại 12 đồng một cái áo. Áo trơn mà 12 đồng quá mắc. Quá mắc luôn chung. Trái bom mà. Hả? Em thích cái này. Con chơi đi. 9 đồng. 9 đồng thì loại này cũng được thôi chứ không có đẹp. Đâu để xem còn cái nào không? Đi. Qua đây. 10 mấy đồng mắc quá. 2 đồng thì cù mía quá. Chán thiệt chứ. Này đồ nít nè cả nhà. Khô quá. Cái loại 2 đồng giải nó khô. Cái loại 20 đồng cái áo mà có nón, cái loại đó cũng mắc nữa nha. Mà giải nó cũng hơi mỏng, không có dày. Đây nè, keo nè, để mình đi qua cái quầy keo thử coi sao. Để coi họ bán sao. Meko này họ bán hơi bị mắc nha. Chỉ theo một cuộn như vậy là 2 đồng 99 nè. Chỉ trắng len móc có cái máy này là để móc cái nón nè cả nhà. Đó,
80 mấy đồng. Chơi với em một con, chơi với em con. 85 đồng. 85 đồng cho cái máy móc lên. Dễ thương ha. Ừ. Cái này 10 cái nữa. Cái con nó bán gì? 85 đồng. Dễ thương. Ok. Rồi. Đi vòng vòng địa hàng thì thấy cũng có nhiều cái lạ lạ. Dễ thương. Đi con, đẩy em đi. Cái này là để đan mấy cái cổ áo. Ồ, còn cái này, này là để cha đan. Dạ. Ờ, con chơi đi. Cái này là để đan tay nè. Móc bằng tay. Ờ, mày nghe rồi, mày nghe rồi. Ờ, mà mi 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 mi
Yes. Yes. Do. Hả? Giao lên. Ừ. Ai biết hả? Mày con lấy đâu ra vậy? No. Chú lấy. Dạ. Yeah. Chú. Chú nào phá vậy? Chú phá. Ừ, rồi đẩy em đi con. Bự lắm mẹ. Dạ. Bự lắm. Bự lắm mà nhỏ lại. Rồi. Cảm ơn. Này là chỉ. Này chỉ thường thôi chứ không phải chỉ thêu. Chỉ thêu là cái độ bóng của nó bóng dữ lắm. Nè, máy may nè cả nhà. Máy may 160 mấy đồng. Tới 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 thì nè, tới tới tới, let go let go. Cái này 130 mấy đồng. Dễ thương ha. Con này chỉ thêu nè. Single bằng ủi nữa nè. Giờ đang nghiên cứu coi đủ thứ. Dễ thương quá. Matino. Hả? Sugar với nước hả? Ừ ừ. Matino. Matino. Peekaboo. Peekaboo. Dạ. What? What? Bự. Bự vậy hả? Ok ok. Nè có sách dạy móc nón nè. Sao con? Bị nổ hả? Nổ. Bị nổ luôn. Này phải móc bằng tay. Anh móc bằng tay hơi cực ạ. Dễ thương ha. Nè cái này có chỉ móc con animal nữa nè cả nhà. Cái này có chỉ móc con animal nè cả nhà. Đây mình móc bằng tay nha, móc bằng tay hơi cực nha. Coi chơi thôi nghe cả nhà, cực nha. Đây nè, đây, em móc trái bơ nè cưng không, nấy nấm nữa nè, dễ thương nha. Cái này ai có đam mê móc thì ok, còn mình thôi xin cứu từ. Dễ thương quá. Pikachu hết rồi em. Gì vậy? Đi number 10, number 11. Dạ em đâu đẩy em. Trời ơi, lo mê chơi bỏ em luôn hả? Người ta bắt cóc em đó. Mẹ vậy nè. Dạ. Thấy number không? Thấy. Lát ra chú scan bằng cái number đó đó. Chú scan bằng cái number. Pikachu.